Hello, xin chào bác, chào các bác đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay ngọc tự bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot xuất và chiếc này chúng ta thì sẽ thuộc bộ sản phẩm Tissot shirt Visodate, một bộ sản phẩm thiết kế tương đối là thanh lịch cổ điển của thương hiệu Tissot xuất. À, dòng sản phẩm Tissot shirt Visodate này thì nó có một cái đặc điểm rất là nổi bật đó là cái phần mặt kính, kính của em này sẽ được là cắt phát kim cương dạng gà vòm cao, cao rất đẹp và sẽ làm uh, toàn bộ bằng kính sapphire khối các bác nhé. À, chiếc này này bác thì sẽ có cái mặt số màu vàng champagne một màu, màu sắc rất đẹp, dịu dàng. Đấy, không quá khô trương nhưng mà vàng gold hay là màu vàng hồng nhưng mà cảm giác nó mang đến rất là sang trọng và đẳng cấp à, về tình trạng đây là chiếc hàng new full box đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em và bên em đang phục vụ với mức giá là 8 triệu tám trăm đồng dành cho chiếc hôm nay new full box các bác nhá chiếc đánh cơm trước trong video ngày hôm nay sẽ mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi nhớ đăng ký kênh ở phía dưới video ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới youtube sẽ được thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào về cung cấp nhá không mất nhiều thời gian anh em nữa chúng ta kỹ hơn với chiếc tissot shirt trong video đồng hồ ngày hôm nay Chiếc t shirt hôm nay thưa các bác là phiên bản mới của dòng sản phẩm này. Thì ở phiên bản mới này chúng ta sẽ có một sự khác biệt nhỏ nhỏ một chút, bao gồm là thiết kế sai mặt nó sẽ to hơn và cái bộ máy trang bị thì nó sẽ là máy cơ tích 80 của tí t shirt chứ không còn phải là máy automatic như phiên bản cũ nữa. À, với máy bao tám mươi thì thời gian tích cốt nó sẽ lên đến 80 tiếng và cái thời gian tích cốt rất là dài này sẽ phù hợp với anh em nào à, văn phòng công sở chẳng hạn thì chúng ta nếu mà đi, đeo đi làm chiều thứ sáu mà anh em nghỉ làm tháo đồng hồ anh cấp anh em cất đồng hồ vào hộp sau đó thì đến sáng thứ hai anh em lấy đồng hồ ra đeo thì nó vẫn đủ cót để hoạt động và không cần phải mất thời gian để chỉnh giờ hay chỉnh lịch nữa các bác nhé nếu mà thời gian tích cốt chỉ khoảng 40 tiếng thì nếu anh em để thời gian như vậy thì anh em bắt buộc sáng thứ hai anh em sẽ phải chỉnh lại lịch và chỉnh lại giờ À, thân vỏ được làm từ chất liệu thép không gỉ 36L. Bộ dây chúng ta sẽ lựa ra cá sấu được làm màu đâu, màu đen và dây vân mắt tre và bướm cho gập trùng gái dây. Đấy sau của máy chúc anh em quan sát chuyển động máy trong. Đó là về cơ bản của hình chiếc này. À, em này thì có trọng lượng ở mức vừa phải thôi. Đồng hồ dây da thì đeo lên tay thì tương đối nhẹ nhàng. À, tiếp theo nữa thì về size mặt là 41 cho nên là điểm đeo đẹp thì anh em nên có chu vi của tay khoảng tầm từ 16 cm trở lên. Và nếu mà đẹp nhất thì anh em nhích lên khoảng 16,2, 16,3 để anh em đeo chiếc này rất là đẹp. À, về mã sản phẩm thì em này của chúng ta thì cái mã sản phẩm của em nó là T118.430.16.021.00. Ở đây chúng ta có những cái thông tin cơ bản là thân vỏ làm chắc không gỉ này, mức xuống nước 33 tương đương 3 m, kính sapphire và máy automatic. Đó là những cái thông tin cơ bản trên phần tác chiếc này, cũng khá là tương đối quen thuộc thôi. À, chiếc này thì giá bán bên em đang sẵn hàng phục vụ với mức giá là 8.800.000 đồng em nhé với mức 8 triệu 8, 8 mà mua một chiếc đồng hồ đến từ thụy sĩ sử dụng máy cơ ba 80 thì thực sự phải nói là một món hời rất là lớn rồi hơn nữa đây là không phải là con hồ xấu mà cảm giác nó mà làm một chiếc đồng hồ đẹp bắt mắt với phần kính được làm dạng cắt phát kim cương nổi cao cũng như mặt số màu vàng trong panh cực kỳ là rực rỡ và đẹp như thế này màu vàng trong panh này thực sự nó rất là khác biệt so với những màu vàng khác đang có trên thị trường À, tiếp theo nữa thì khi mà chúng ta nhìn kỹ vào phần mặt số thì anh em nhìn thấy là mặt số của em này sẽ chảy tiếng sáng sân bớt này cái hiệu ứng của cái phần vòm ánh sáng bên trong này thì nó là hiệu ứng của phần mặt kính các bác nhé đấy đó là cái điểm rất là hay cả trên chiếc đồng hồ có sử dụng kính vòm cong như vậy à, tiếp theo nữa thì em này sẽ dụng một cái logo rất là cổ điển với logo t-shirt phá là nghệ thuật ở đây Góc 3 giờ chúng ta sẽ có một lịch kép bao gồm lịch thứ và lịch ngày bên dưới có 6 giờ là tên dòng phẩm Visodet và bộ máy cơ Powertech 80 bên dưới có 6 giờ chúng ta vẫn sẽ dòng chữ xuyên bách văn thuộc của chiếc độ sĩ kim và cọc được làm dạng khá đơn giản cổ điển với cọc vạch và bộ kim uh, lưỡi kiếm kim lên thanh mảnh trông một ma thiết kế quen thuộc rồi kính sapphire khối trông sức và được làm dạng kính vòng cong cắt vắt kim cương bên ngoài rất đẹp như này Nhìn với cái đường cắt rất là hoàn hảo nhá à, thân vỏ bên ngoài chúng ta sẽ đánh bóng toàn bộ còn thân vỏ và núm chỉnh được logo của t shirt ở đây nó phong chữ rất là nghệ thuật đấy một chiếc hồ đẹp thiết kế đơn giản cổ điển dễ đeo anh em mặt vào công sở đeo được làm đi chơi với chiếc này rất thoải mái Bây giờ đi kèm là dây da cá sấu màu đen, phần mắt tre các bác nhé và dây của chúng ta thì cũng tương đối dày dặn và khá là cứng. Để cho nên là anh em mua về để mà đeo trước này các anh em phải mất khoảng tầm vài ngày cho cái dây nó mềm mà đeo và ôm vào tay của anh em hơn. Cái bộ dây được hoàn thiện đánh bóng rất là đẹp. Khóa trước khóa bướm cho gặp chúng cái dây có logo của Tissot ở đây. Đóng mở tín dụng với hai nút bấm hai bên. Đó. Ngoài hình thiết kế thì tương đối quen thuộc của những chiếc đồng hồ Tissot và em này thì màu sắc rất đẹp. Đó, chiếc đồng hồ màu vàng trong panh của Tissot thì rất ít các bác nhé. Một màu sắc đẹp và cực kỳ bắt mắt về mà kích thước thì trước này chúng ta sai mặt là 41 mm độ dài mặt số của em này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 12 à, 12 tính cái phần kính vòng cong nó cũng không phải là quá dài đâu các bác nhé và lắc lắc của em này nó chỉ nó rơi vào tầm khoảng 49,3 đấy tay khoảng 16 trở lên là anh em đeo đẹp trước này nếu mà tay dưới 16 với trọng tay của em là 15.8 này anh em thấy thì nếu mà em đeo thì có thể đeo được mà phần càng nó sẽ hơi dài một chút đấy tay mà để đeo được trước này thì cứ phải trên 16 đấy các bác nhé 16 là có thể đeo được Đấy, đẹp nhất được 16.5 trở lên. Đấy, còn hồ đẹp, màu sắc rất bắt mắt. Đang nhìn lại càng yêu với màu sắc này. Mặt sau dây chúng ta sẽ có thiết kế của em này là dây được sao được lót màu nâu. đợi chút để em chỉnh lại cái khóa này. Sau dây lót màu nâu, chúng ta size dây là 21 20 và độ dài dây là 75 mm. Bên này chúng ta logo hãng này, mã dây này và chúng ta sẽ sẽ có size dày 21 20 và độ dày là 120 độ dài mm. À, phần đáy máy hở giúp anh em quan sát chuyển động máy trong. Trên vang này anh em sẽ thấy bộ máy cơ Fantic 80 Tech Escapement C07.111 23 chân kính tần số động 21 600 thì có 80 giờ. Đấy, bộ máy thiết kế và design cũng tương đối đẹp. Đây chúng ta sẽ có logo t-shirt này, kính sapphire này. Mức trung đức này là 33 tương đương 3 m hoặc là 100 feet, mã dòng phẩm và thân vỏ làm thép công nghiệp. Em này thì thiết kế các thứ đều khá ổn, kể có mức trung nước 3m thì đây là cái mức trung nước cơ bản thôi. À, bình thường nếu mà tỷ suất họ làm lên khoảng 50m thì nó sẽ ổn hơn một chút. Ổ máy cơ bao tích 80 này thì sẽ đầy đủ hết chức năng, từ lên có tự động này, lên có bằng tay này. Dừng kim dây chỉnh giờ thì anh em sẽ mở hai nắp kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ chắc từng dây. Đồng hồ nó có lịch thứ ngày, anh em vặn góc 12 giờ và lịch thứ ngày nhảy này thì đây đang giờ buổi sáng các bác nhá. Lưu ý với anh em một chút là máy của thủy sĩ thì nó sẽ nhảy lịch một cách rất khoát như này chứ nó không sai tròn như là máy của nhà đâu đến để khoảng 8 giờ sáng đóng lại kim dây chạy bình thường và để chỉnh lịch thứ ngày anh em mở đúng đầm nấc phản xuôi kim hồ chúng ta chỉnh lịch thứ và ngược chỉ kim hồ anh em nó chỉnh lịch này sau chỉnh giờ lịch thứ ngày sau anh em nhớ đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh phần núm nước ba mức xuống nước em này chắc phù hợp với hoạt động đi mưa và rửa tay thông thường à, không mang được hồn ra đi bơi thì tắm anh em nhé À, với mức giá bán là 8 triệu 800 000 đồng Nếu anh em mà thích chiếc này có thể liên hệ hàng bên em thông qua số điện thoại để phía trên màn hình Hoặc các thông tin liên hệ em để đẩy dưới phần mô tả của ra Khi anh em gọi điện thông tin em sẽ vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc này nhé Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi này của bên em Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giao đồng hồ tiếp theo